mình xin kính chào quý vị anh chị nha. Rồi trời hôm nay rất là mù, đang trời đang mưa nên xách đó cái bòn bốn dây số vô đây, má bón được 5 tờ nha anh chị. Rồi đắt lát ngày 3 tháng 10 năm 2023 thứ ba, 2 5 1 7 0 7 0 7 0 7 1 8 6 7 0 7 1 8 8 5. Rồi 0 5 1 7 2 0 thuê 1 8 1 4 3 4 7 1 8 6 2 4 16 4 2 5. Rồi quán nôm là 0 2 6 0 8 2 0 3 3 9 0 4. Đó, quán nôm nha anh chị, ngày 3 tháng 10 luôn nha. Rồi quán được con máy sắp rồi 90 tờ thôi, 1 2 3 4 bón có 2 sắp rồi cả nha anh chị. Đó thì anh chị nào muốn mua số ở khu vực gần em thì Zalo các bạn với em 0968634712, họ số điện thoại luôn. Đó, tài khoản ngân hàng AD Bank 521423227. Thì anh chị có nhu cầu mua số thì lấy trước 5 giờ 20 phút còn tốt. Đó. Rồi cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video của em. Rồi, chúc cho anh chị của bác mình may mắn chiều hôm nay. Trời đang mưa luôn phùng nha anh chị ơi. Đang mưa rồi đấy, ngày nay chắc mưa là mưa suốt cả ngày luôn á, trời mù quá. Trời mù quá chắc là mưa. Đó, đường dán hiu ấy vậy anh chị, bây giờ là gần 7 giờ rồi đó. Đó qua gần gần 6 giờ mà đường dán. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều.